Hello everyone, xin chào các bạn. Hôm nay mình dẫn gia đình mình ra bên ngoài farm để hái trái trái plum. Nhưng mà mình đi ngang mình thấy cái cây apple này quá chừng trái luôn, cái trái nó nhìn thấy đẹp quá. Cho nên quay chơi. Quanh với Quyền Trân đi tuốt ở ngoài kia trước rồi kìa. Ở bên này là mấy cái cây khu này nó trồng mấy cái apple không à. Còn mé bên đó mấy là mấy cái cây plum. Thì mình sẽ qua bên đó mình hái mấy trái plum về ăn chơi. Cây apple này quá chừng trái luôn, cái cây này để mình hái thử ăn ngọt không, thấy nó trái quá chừng luôn. Nó có phấn, nó có cái phấn trắng 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 nè, mình chỉ là muốn ăn thử coi nó ngọt không, thấy trái quá chừng luôn chứ không có phải bẻ apple. Nó không có chua mà nó cũng không có ngọt lắm, mà cái trái apple ở trong farm này cái mùi nó rất là thơm, do so với trái apple mình mua trong chợ nó không có thơm bằng đâu, ngộ thiệt, cái mùi thơm đặc biệt lắm. Cái giống apple này ngộ thiệt, cái nhỏ 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 mà nhưng mà nó thơm lắm, cái mùi thơm ngậu lắm, nó làm cho mình cắn một cái là muốn cắn thêm cái nữa. Cái khu này là vườn apple, bên kia có cái gia đình hái apple bên kia. Đây là cái vườn apple, cây nào cũng trái nhiều lắm, mà có cái cây nãy mình quay cái cây nó lạ quá chừng, nó không có lá nhiều mà trái không à. Cây đó thì có lá xum xê luôn mà trái thì cũng nhiều luôn. Ừ, trái đỏ đỏ là được rồi, đấy em chùi cái phấn em ăn thử đi, nó thơm phức. À, cái trái bô này không giống như trái bô mình mua trong chợ. Có nhiều phấn quá. Rồi đó bị con cầm giùm mẹ. À, mẹ chà cái này cái phấn ăn vô đau bụng. Phấn thôi mà đâu có xa đâu. Thử cái chua ngọt mẹ ăn cho mẹ thấy chua. Mẹ ăn, mẹ con ăn là phải chấm thêm cái có thêm chén đường nữa. Ăn trái cây nào cũng đòi ngọt ngay mới ăn. Ngon. Ngọt mà đâu có chua đâu. Không sao rồi. Không có sao rồi, thấy không? Quyền chân nó không có sao rồi kìa. Trai Quyền chân sao rồi. Ừ. Cái gì? Plum. Làm sao? Rồi làm gì? Làm sao? Thiện Mỹ muốn làm gì đó? Chụp hình hả? Ơi ơi, chụp hình. Con chụp hình con phải đưa lên cái apple nè, con chụp đó apple đó. Chụp ít ít thôi, ít ít Thôi thôi. ơi, chụp dữ vậy. Rồi. Giờ mình đi qua cái khu vực này để mình bẻ plum. Trái plum là ở bên này. Cái bà chủ bà nói khu vườn bà có 70 cây plum. Thì mình để cây mình lựa. Lựa cái cây nào thấp thấp mình bẻ cho nó dễ. Mấy cái cây ngoài đầu vườn này anh nghĩ người ta hái hết rồi đó em, mình đi tuốt cái vô trong sâu á. Vậy đi vô tút tút nữa Ừ. Bà la nếu mà không có thì cứ đi sẵn vô sâu nó còn nhiều lắm. vậy hả Ừ. mà nãy em mới bẻ ăn trái nè, Ngon không? chà cho sợ phấn nè. Anh ăn đi, Sợ bị trúng độc hả? em sợ chua quá. Để mình làm chuột bạch mình thử cái trái plum bà xã mình mới đưa. Ừ. Nó ngọt ngay không? Mà làm sao mình phân biệt trái plum với trái gì đó anh? Nó cũng có cái tên gọi khác nhau cũng nói Hồi nãy cái cô đó cô hỏi em. Cái này nó kêu là brook plum. Là giòn hả? Giòn. Cái vỏ chua hả? Trái plum lúc nào cái vỏ cũng hơi chua chua. Ừ. Cái cây này có mấy trái bự rồi, lựa trái nào được bẻ đi em. Cái này Ồ, trái bự bự không kìa. Nhưng mà nó mềm Mềm hả? Lựa mấy trái cứng cứng mình để mà được lâu, chứ mềm về nó mau bị mềm nhũn luôn. Trời ơi, mê thiệt luôn á. Mà nó chín
chín hả bạn? Cái này sao nó không cho mở cửa sớm sớm, nó để chín quá hả? Chín quá giờ mình đâu có để được lâu. Wow, cây này sao trái bự lạ quá hả? Cái này trái bự quá nè. Cái plum á, trái nào nó cũng có phóng dữ lắm. Ừ, nó mới vậy đó. Mình chăm con ăn thử đi nha. Ừ. Ăn thử rồi con review nó nha. À, là con nói coi ngọt hay là chua hay là cứng hay là mềm. Trời. Sao ngọt không? Ngọt hả? Có bị mềm không? Nó soft hay là nó strong hay là nó crunchy? Soft soft. Cắn nữa đi. Cái cây này trái bự quá nè. Ngọt không? Ngọt. Ồ, cái này cái hột nó rời khỏi cái thịt á. À. Nó rời khỏi cái cơm của trái plum. Nè Kelly ăn thử đi, ngon lắm á. Đi liếm thử một cái đi. Không, không chịu thử cái gì hết. Mỹ picky quá. Dạ, thằng Mỹ picky quá à. Cái cây này giống trái nhà ba. Giống không? Ừ. Anh để cái này thử đi. Giống thịt luôn. Có trái nào cứng cứng không? Có, trái này. Trời ơi, giống thịt luôn. Cây này ngon quá. Cực kỳ ngọt luôn. Hơi lửa mấy trái cứng cứng của cây này bẻ này, cây này ngon quá. Cây này quá chừng ngọt. Cái plum ngọt quá chừng luôn. Đổi vị trí chút như cái gì. Hôm bữa là quanh hái đào, hôm nay mình đổi tay mình bẻ mận nha. Bẻ thử mấy trái ăn đảo quá chừng luôn. Mình lựa mấy trái cứng cứng chút nó mềm quá giờ mình để không được lâu. Cái này cứng. Trái plum khá là to luôn. Mà cái trái plum này nãy mình ăn thử nó y hệt như cái trái plum mà nhà ba vợ mình trồng. Trái to mà ăn rất là ngon. Một trái. Trái đầu tiên. Vậy cái giống của ba chồng bởi nó kêu là book plum vậy. Vậy là mình đón cái tên trật lắm. Ôi, mai mốt mình cần ăn mình đi ra đây mình bẻ. Cái này gì nearest hả? Uh-huh. Cái này hơi cao cho nên Quyền Trăng bẻ không được rồi. Nhưng mà con phải bẻ cái trái bự á. Thấy ở đây. Thấy ở đây có nguyên một nhóm. Có nguyên một nhóm. Cứng không? It's a little hard. Đây là trái plum còn trên cạnh. Giờ thử coi. Mềm rồi, trái này mềm rồi. Ôi ơi, cái trái này nó bị tét cái đít luôn rồi. Nó chín quá đó con. Dạ, yeah, nó chín quá. To quá chín. Ồ, như vậy là cái giống này trái nó bự ha. Trời, đi ra đây coi hai đứa nhóc kìa, khoái lắm. Đất rộng thênh thang. Bẻ bông chơi. Tại vì mình thiếu tầm cho nên mình phải ăn gian một chút. Đây, các bạn coi đây. Đã độn lên một khúc. Chiều cao khiêm tốn. Chiều cao khiêm tốn. Sao? Dán nhón nhón lên. Hai trái bự dán luôn. Wow. Trên đó có mấy trái to quá chừng luôn. Dễ không tới. Nó không có cho mình trèo. Ở đây nó không cho mình trèo mà nó cũng không cho mình cái thang luôn. Cái cây này mình kiếm được cái cây này trái to quá chừng to. Mà nhiều nữa.
dễ trái không? Dễ trái không? Ơi, nhưng mà nó hơi mềm mềm trái này. Trời mà trái này bự quá chừng bự luôn. Cái nhánh phía trên anh thấy mấy trái to quá chừng luôn nè. Đây hả? Mấy bên này nè, mấy bên này. Hơi bị lùng hay không tới à. Nó phải có cái ghế giống như cái ghế đậu là mình bắt là mình hay tới à. Cái này là bẻ nguyên nhánh luôn, đã gì đâu. Đi hái plum này về sẽ cao lên được một khúc nữa nè. Trời, ba mà thấy mà phái dữ luôn. Ôi ôi chút xíu nữa chọc như con mắt. Mê quá. Muốn bẻ ăn chùm chơi mà bẻ không được. Nhà nó trên cao với không tới bẻ ăn chùm không được đâu. Ngay chỗ đó trái cũng nhiều à. Nhớ coi đi thằng Truy à. Mẹ đâu có trèo đâu, mẹ đứng lên thôi à. Không có trèo. Đứng đây mẹ cái. Đây là cao thủ bẻ mận hái đào đi quý vị. Hổm hái đào hôm nay leo cây bẻ mận tiếp nè. Coi chừng có được leo cao. Coi chừng té đây em. Mấy cái nhánh đó nó cũng giòn lắm á. Mấy cái cây plum này nó cổ thụ lắm mà quý vị, to lắm. Nó không giống như mấy cái cây mình trồng ở nhà, nó rất là to luôn. Mấy cây này chắc cũng 30-40 năm tuổi rồi. Gì vậy hả? À. Lớn tuổi hơn anh luôn hả? Lâu lắm rồi đó. Đằng kia thì có mấy cái bông dandelion flower. Thì khi mà nó khô rồi nó giống như cái bông ròn vậy, thổi cho nó bay bay cho nên thiện mỹ nó phái lắm. Cái nhánh này trái to to nhiều. 2, 4, 6, 8, 10. Nguyên nhánh này không ba mấy trái. À. Mà nó nằm khơi ngoài trên cao cùng cho nên mình giới không được. Bẻ được nguyên nhánh đó là đẹp lắm luôn. Tới không? Chân chân nhất hả? Nguyên chân chân nhất. Trời ơi. Wow. Bự nhất nãy giờ luôn. Trời ơi, quá chừng. Nguyên chân cao mà. Nguyên chân cao mà nó qua không kìa. Wow, cái nhánh này quyền chân bẻ được là sát bên luôn kìa. Qua wow, chừng trái to to không à. Trái to à. Cây này trái cũng to nè. Trái này cũng bự nè. Nhờ quyền chân nhớ mẹ trái cứng cho mẹ nha. Dạ. Cứng hả? Có trái nào cứng không? Mềm hết rồi. Xót mềm. Vậy mà bị mềm hả? Mình trèo lên chút xíu không có sao con. Tại vì mình đâu có hay tới đâu. Mình đứng ở trên cái cây nó bự á, nên không sao. Sao? Yeah, 4 cái. Hay được 4 cái. Một tay chỉ cầm được 4 cái à. Qua cái này là xanh luôn để thử coi có bị chua. Không chua đâu, mình để một bữa hai bữa nó chín á. Mấy trái xanh gì nè, nếu mà nó ngọt thì để được lâu lắm. Ồ, đâu thử một trái xanh nữa coi. Cái này nó ngọt quá mà chắc. Nó ngọt ngay à? Dạ. Yeah. Nó không bị chua. Vậy mình kiếm cái cây nào mình bẻ một mớ xanh đi. Ngọt ngay luôn. Đâu đưa coi cái hộp cáp lâm này á, là cái hộp á. Nó rời ra luôn. Nó rời khỏi cái cơm của cái trái lâm. Nãy giờ vô đây ăn mấy trái khắp no luôn. Tại nó đường nhiều á. Trái bự quá. Đây có hộp. Ồ. Nó xanh vậy mà nó ngọt ngay à. Sao nãy giờ mình chưa thấy cây nào mà trái xanh á. Thôi mình đi vô xích xích bên kia chút đi. Để em bẻ mấy trái xanh về để được lâu nè. Có không? Có nè. Mình cho nha. Tại nãy anh dặn đừng bẻ xanh quá. Nãy sợ nó chua mà giờ phát hiện ngọt quá chừng. Don't ever stand on the bucket. Đưa cho Quyền Trăng kìa, Quyền Trăng nó bỏ vô xô cho. Gì? Nè Quyền Trăng lại đi, con bỏ vô xô coi. Quyền Trăng lại cầm đi. Kìa kìa, ba đưa kìa.
ba đưa kìa, ba đưa kìa, con cầm con bỏ vô nha. Cái trái này nó ngọt dữ lắm luôn á, cho nên mấy bẻ nhiều cũng vậy á. Ba xu thì nhóc. Đây là thành quả của mình sau 2 tiếng hả? 2 tiếng đồng hồ á. 2 tiếng đồng hồ, tại vì mình bẻ mấy trái tuyển không à. Cho nên cứng để mình để được lâu, với mấy trái mềm thì nhiều lắm bẻ mau. Trên đường mình đi vào tính tiền, mình thấy ngang ngay đi ngang cái cây áp bô này nó nhỏ xíu mà nó quá chừng trái luôn. Nên đứng lại quay cho các bạn xem. Em cái thân cây nó nhỏ xíu à, so với mấy cây kia nó nhỏ xíu à, quá chừng trái luôn. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.